mấy mối? Dạ ba mối chú. Vậy cũng dữ quá. Mối dài lâu nhất là dạ học cấp ba. Học cấp ba chú. À mấy năm? Dạ một năm. Mối thứ hai mấy năm? Mối thứ hai là một tháng chú. Mối thứ ba y chang mối thứ hai luôn chú. Cũng tháng nữa. Dạ đúng rồi. Mày nó quen làm với mối tình tháng hay gì đó, chắc nóng lắm hả? Ngon vô đây. Chào em. Dạ chào chị. Dạ thôi chị không dám qua. Về rồi. Nhà trai tụi nay hơi bị ngon rồi nha. Em sợ đừng, quá. Đừng chị. Có đừng chị có chị sợ đó. Cái người đối diện đó đó yeah. Mình có thích không? Dạ thích. Thích ha. Dạ. Bây giờ tôi hỏi nhà gái, thấy nhà trai sao? Dạ. Mời nhà trai. Wow. Rồi ngồi đi em trai. Mời nhà gái. Trời ơi, hai chị em hôm nay mặc đồ giống nhau chưa? Rồi xin mời em trai giới thiệu về mình. Con tên Hồ Hoàng Lộc, 27 tuổi, đang sinh sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh ạ. Con làm nhân viên ngân hàng. Nhân viên làm cái gì, khâu gì? Dạ khâu giấy tờ chú. Khâu giấy tờ mà làm cái ghê vậy? Dạ. Khâu giấy tờ là gì vậy, đi làm luôn hả? Dạ không. Cái này là hôm nay con xin off chú. À xin off hả? Tưởng dạ. Tưởng đi làm ngân hàng làm giấy tờ mà làm cái ghê vậy? Dạ. Thì vô chắc hết làm giấy tờ luôn á. Bộ bên đó thấy ghê lắm hả? Làm thấy ghê lắm. Để coi bên đây như thế nào nha. Mời bạn nữ. Dạ em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan và chào tất cả mọi người đang có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em tên là Phạm Minh Tú, năm nay em 25 tuổi. Quê quán của em là ở Bà Rịa Vũng Tàu. Công việc hiện tại của em là nhân viên phòng thí nghiệm của công ty Infla, chuyên sản xuất về bột mì. Bây giờ mình có ưu điểm khuyết điểm gì nè Lộc? Dạ ưu điểm của con là hiền lành, nhiệt tình, ga lăng. Hiền lành. Dạ. Nhiệt tình. Dạ. Ga lăng. Dạ. Mặc bộ đồ này vô hiền dữ rồi nha. Rồi điểm yếu gì nữa Lộc? Điểm yếu của con là quá nhiệt tình và hơi nóng tính một chút chứ. Nóng không? Dạ. Mồi chú đừng nóng nha. Dạ. Nóng là có chuyện đó nha. Thôi thôi. Nóng là có chuyện đó nha. Trời bên kia căng thẳng quá vậy. Bộ này là nóng là có chuyện đó nha. Wow. Ngon ngon vô. Ngon vô đây. Chào em. Dạ chào chị. Dạ thôi chị không dám qua. Về rồi. Nhà trai tụi nay hơi bị ngon rồi nha. Em sợ đừng, quá đừng chị. Có, đừng có, chị sợ đó. Đừng có bước qua tới cửa nha, xin dạ phép đàng hoàng nha. Dạ không dám qua. Nóng có chuyện à. Dạ. Tới công chuyện luôn á. Mặc bộ đồ đó mà nóng nữa là mệt nữa. Bây giờ nhà gái thì sao nè, ưu điểm khuyết điểm của mình là gì nè? Dạ ưu điểm của em là vui vẻ hòa đồng, dễ thích nghi với môi trường mới. À rồi. Sở trường là em thích đi du lịch. Du lịch ha. Dạ đi Đà Lạt là thích chụp hình sống ảo. Bây giờ mình có mấy mối tình nè? Dạ em có 3 mối tình. Mối thứ nhất dài không? Dạ không, nói chung là tất cả đều vài tháng thôi. Quen lác đác cho vui vậy thôi ha. Dạ. Nhưng mà lý do là sao mà chia tay luôn 3 mối đó vậy? Em là đạo công giáo, gặp mấy bạn tình công an không nên là... Rồi được rồi, hiểu rồi ha. Mấy mối? Dạ 3 mối chú. Vậy nó cũng dữ quá. Mối dài lâu nhất là dạ nhiều? cấp 3, hồi học cấp 3 chú. À mấy năm? Dạ một năm. Mối thứ hai mấy năm? Mối thứ hai là một tháng chú. Mối thứ ba y chang mối thứ hai luôn chú. Cũng tháng nữa? Dạ đúng rồi. Mày nó quen làm như mối tình tháng hay gì đó, chắc nóng lắm hả? Dạ. Có cãi nhau không? Có chú, nhưng mà không có đụng chạm tay chân. Mình 3 mối rồi, giờ tới mối thứ tư mình muốn sao nè? Dạ em muốn tìm một người chín chắn trong suy nghĩ, có công việc ổn định, nhường nhịn, hiểu được phụ nữ và kiềm chế bản thân. Bên đó chị thấy mặc bộ đồ đó chị không biết có kiềm chế được hay không nha, nhưng mà bên đó là có ga lăng. Em nghe căng quá chị ơi. Ừ rất là ga lăng. Có cái điều gì mà em không thích ở đàn ông không? Không thích. Để chị hỏi dạ, trưởng vũ phu. Dạ chính thức qua chào chàng trai. Dạ. Nãy giờ chị không dám qua. Để chị nhìn em chị cũng hơi sợ. Dạ. Nóng tính dữ không? Dạ không. Nóng tính, nếu dụ như mà cãi nhau thì xong con bỏ đi. Dạ, giờ mình thích bạn gái thì sao nè? Dạ thích bạn gái là hiền lành, biết kính trên nhường dưới, yêu thương động vật ạ. Ừ. Ở nhà có nuôi con gì không? Dạ có, nuôi vẹt với chó. À nuôi vẹt với con chó. Nó đem theo con heo. Tuổi con đó chú. Tuổi của người ta. Lính giật. Tuổi luôn hả? Rồi có gì mà không thích không? Không thích bạn gái hay nói nhiều quá. Càm ràm á. Con không thích cũng được con ơi. Bản tính là nói nhiều con ơi. Không hay thích càm ràm lắm. Có hút thuốc không? Dạ không. Có nhậu nhẹt không? Nhậu nhẹt ví dụ như uống 1-2 ly thì uống, còn không thì thôi. Ừ. Mình có càm ràm không? Dạ không. Không có. Có gia trưởng không? Dạ không. Không luôn. Quá khứ rồi chị. Chừng nào lấy chồng được nè? Năm sau nữa. Năm sau có thể năm sau nữa đúng không? Rồi nếu mà tới là năm sau. Đúng, giờ còn mấy tháng nữa tới rồi. À còn không hiểu nhau thêm năm nữa cũng được. Còn 6 tháng nữa tới năm sau rồi. Nhà gái tôi mở rộng cửa luôn. Đúng. Ủa nhà gái tôi là sao? Nhà gái bên đây.
mở rộng cửa. Bây giờ mình hỏi người thân người ta đi. Vậy đi. Ừ. Đi với ai? Dạ em đi với mẹ của em ngồi dưới. À dạ. Mẹ mặc áo về vàng nổi quá ha. Xin chào. Kia dễ thương. Dạ. Tôi là mẹ của cháu Hồ Hoàng Lộc. Tôi rất là vui bởi vì chương trình này là đem rất là nhiều gọi như là niềm vui hạnh phúc cho các cháu. Cháu gái bên đây thì tôi thấy là cháu rất là dễ thương, rất là xinh. Cô rất là thích cháu. Thì cũng mong cho hai cháu là bấm nút để có cơ hội hẹn hò. Còn nhà gái sao nè? Đi với ai? Dạ, đi với hai dì và ba người bạn thân. Chị thấy nãy giờ là cháu Lộc này nhìn ngoại hình cũng dễ coi, dễ nhìn, thấy cũng hiền lành. Dạ, thấy cũng cô. Dễ thương, cũng hoạt bát. Thôi giờ mình để cho thuận theo tự nhiên cho hai cháu nó tìm hiểu với nhau. Dạ. Rồi chị xin hết, xin cảm ơn chương trình. Dạ, cảm ơn chị. Lộc nó hiền lành lắm nhưng mà cần bảo vệ là nó có bộ đồ bảo vệ liền thôi. Đúng. Bây giờ là cháu của dì khỏi phải lo. Chuẩn bị chưa? Sẵn sàng chưa? Dạ. Chị mở rào là mình biết mình phải làm gì rồi đúng không? Dạ. Mở rào. Đấm đá gì cũng được. Đúng rồi. Dạ. Xong đưa con heo qua luôn nha. Dạ. Biểu diễn cho ấn tượng với đằng nhà gái cái coi. Hết hồn chưa? Bắt đầu. Đi vô. Đó. Dạ. Ghê chưa? Được heo mà ghê chưa? Y chang vậy luôn. Không có món quà anh tặng cho em. Em cảm ơn anh, em cũng có món quà tặng cho anh. Chưa còn nữa, nhà trai tới hai món nữa. Nè, cái cần to. Năm chút. Anh có làm bánh không? Cái này là anh làm hay? Đúng rồi, anh tự làm. Ồ. Chưa. Em cảm ơn anh. Thế nhà trai tôi nể nhà trai tôi chưa? Dạ, biết học võ mà còn biết làm bánh nha. Thôi, nó vừa làm bánh vừa học võ đó. Có gì đây? Dạ, kẹo sô-cô-la. Dạ, anh mở ra, anh ăn thử. Trong đó có một lá thư. Lá thư, đúng rồi. Anh ăn kẹo đi rồi, anh đọc ăn, cái thiệp đó cũng được luôn. Cứ ăn đi, chú đọc phụ cho. Vạn hạt mưa rơi, không hạt nào là nhầm chỗ. Vạn người ta gặp, không người nào là ngẫu nhiên. Có sự sắp xếp của Thượng Đế. Dạ. Bữa nay mới gặp Lộc đó. Dạ. Cho anh ngắm em nhé. Sẽ luôn thật gần bên em, sẽ luôn là vòng tay ấm em, sẽ luôn là người yêu em, cùng em đi đến chân trời. Lắng nghe từng nhịp tim anh, lắng nghe từng lời anh muốn nói. Vì em luôn đẹp nhất khi em cười, vì em luôn là tia nắng trong anh không xa rời. Em cũng có một bài hát muốn gửi tặng cho anh. Wow. Mà hơi rung thì không sao, cứ hát đi nào. Nhà hôm nay em mặc một chiếc váy rất đẹp, đi trên đôi giày mòn gót anh đã tặng. Trên tay em cầm một đóa hoa tu cầu, loài hoa khi xưa anh thích. Mình hẹn nhau trên ngọn đồi đón nắng gió. Em có mang chiếc radio cùng bài nhạc. Chờ em anh nhé, em sẽ đến bên anh và nói. Em xin hát đặt nói gì lấy cây đó. Nói anh yêu em, nói anh yêu em. Bây giờ bắt đầu mình vô công chuyện nha. Dạ. Em cảm nhận anh như thế nào? Em cũng thấy anh là một người thật thà, cũng điềm đạm. Nhưng mà biết làm bánh với lại học võ sao nó cứ ngược nhau anh. Không, lúc không nhào bột đâu. Là người ta vận dụng nội công khí công ở đúng trong rồi. Đó người ta mới nhào được cục bột chứ không thôi là phải dùng máy rồi. Coi như là tề gia nội trợ đúng. Luôn. Dạ, em chỉ được nghỉ thứ bảy thôi. Thì nếu mà được thì chỉ có thứ bảy anh xuống. Ok. Đi chơi. Cho anh địa chỉ đi, anh tới liền. Trời ơi. Anh có thích đi du lịch không? Anh thích. Anh thích biển hay thích núi? Anh thích biển. Ở Vũng Tàu thì vừa có biển vừa có núi luôn. Ồ. Giờ đó hợp lý. Tiện thì đô đường. Dạ. Giờ dù cưới nhau thì anh về Sài Gòn ở Vũng Tàu. À, ví dụ như mà cưới nhau á mình sẽ ở Sài Gòn hay Vũng Tàu em? Em thích Sài Gòn. Ngon vô. Anh cũng thích Sài Gòn lắm. Em thích tối á, đi vòng Sài Gòn á, ngắm đèn rất là đẹp. Để cái gì anh chở em đi. Em có làm dâu được không? Em có làm dâu được không em? Em nghĩ là thời đại bây giờ hiện đại mà với lại mẹ chồng nàng dâu thì nó cũng không có khó như ngày xưa nữa. Nên là cái vấn đề đó cũng ok không có gì hết. Vậy mình cưới nhau đi nha.
Vậy mình cưới nhau nha em. Cái đó thì hôn nhân là chuyện không phải của hai đứa không mà của gia đình hai bên nữa, nên là mình cái gì cũng phải có thời gian tìm hiểu. Nãy ai xúi hỏi câu đó vậy? Dạ chú Linh. Dạ chú Linh. Chú Linh xúi hả? Dạ. Một lần xúi xúi gì nó cứ đổi thừa chết luôn. Sao? Để chú lo con. Dạ. Ha, còn rất là dễ thương. Đây nè, nhà trai tôi dễ thương lắm nha. Nhà trai tôi thật thà, chất phác, dễ thương. Thấy không? Ga lăng đủ hết trơn á. Bây giờ con cảm nhận cái người đối diện đó đó. Dạ. Mình có thích không? Dạ thích. Thích ha? Dạ. Bây giờ tôi hỏi nhà gái, thấy nhà trai sao? Dạ. Thích không? Hai người thích ha? Rồi bây giờ nè, hai bạn bước ra đây, mình nói cái gì mà mình suy nghĩ nha. Mình thích người ta làm sao mình nói cho người ta nghe để mình thuyết phục người ta bấm nút đó. Rồi nắm tay vô. Anh thích em từ cái nhìn đầu tiên. Ai mà thích nhau mà nắm cái tay kiểu gì kỳ cục gì. Dạ nó nắm nó còn nhỏ, nó chưa biết. Trời ơi, nó ba mối tình rồi. Nó ba mà ba mối có 1 tháng không à. Anh thích em từ cái nhìn đầu tiên rồi đó. Rồi nói lại nè, nói lớn lên cho người ta nghe. Nói lớn. Anh thích anh từ, anh thích em từ cái nhìn đầu tiên rồi đó. Anh có thoải mái đừng có rung. Bàn tay em sao? Bàn tay em mềm mại. Anh sẽ bảo vệ em. Để cho anh nắm cuối cuộc đời nghe. Anh sẽ bảo vệ em hết đời này. Em có đồng ý không? Em có đồng ý làm như thế không? Thấy sao bé? Dạ, thấy bạn cũng chân thành nhiệt tình. Chân thành đó. Thiệt thà lắm. Dạ. Thiệt thà lắm á. Bạn rung mà em thấy bạn rung lắm. Có thể là bạn không có kinh nghiệm trong vấn đề ăn nói thôi. Dạ. Mẹ bạn ấy rất là phúc hậu luôn, mà dì cũng dễ thương nữa ha. Hai đứa thấy được á, cho nhau cơ hội, người lớn sẽ hỗ trợ hai đứa nha. Dạ chú. Được không Lộc? Được chú nha. Dạ. Em mốt đi chơi với bạn gái mặc đồ này ai cũng sợ, không dám đụng với bạn gái. Dạ. Người sợ. Dạ. Rồi dễ thương lắm. Rồi ok, về ghế ngồi đi. Dạ. Được rồi đó. Nếu thấy được đúng như gì mình suy nghĩ, đây là một nửa yêu thương của mình, để mình tìm hiểu, mình tiến xa hơn thì bấm ngay cái nút đó, đừng chờ đợi. Hai bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của chị Ngọc Lan. 1, 2, 3. Hết thời gian. Vô luôn. Chúc mừng. Thấy chưa? Hai tiếng. Đang tay vào. Đúng rồi. Đúng, dễ thương quá trời của đất luôn vậy đó. Mẹ thấy sao mẹ? Quá đẹp đôi luôn. Gì thấy được không gì? Được luôn. Cả nhà mà thấy được không? Rồi. Chúc cho hai đứa sẽ sớm tìm hiểu nhau, nhớ chăm sóc lẫn nhau, liên lạc nhau nha. Chúc hai đứa hạnh phúc ha. Chúc. Dạ. Rồi. Chương bây giờ sẽ là những phần quà dành tặng cho hai bạn. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản tinh thần thép. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà. Như vậy là cặp đôi đầu tiên họ đã có duyên với nhau quý vị. Bây giờ chỉ cần mượn nợ nhau là có nợ nữa là được. Chúc cho hai đứa sẽ sớm thành đôi. Còn bây giờ chúng ta hãy đến với cặp đôi thứ hai. Xin mời. Chị tổn thương rất là lớn bởi cái sự gia trưởng của người đàn ông. Gia trưởng và độc đoán. Cũng có những người rất là yêu thương gia đình, rất là trách nhiệm với gia đình, và họ lấy đó là cái lý do để cho họ gia trưởng. Em xin lỗi nha, em không sao, kiểu không. Em dễ xúc động quá. Không sao. Ý là tại vì gia đình nhà em á, thì có em là con một thôi. Đứng không lên. Phải bắt tay làm ăn. Chị đừng thị phạm á. Cái đó là anh phải biết thôi. Trời ơi. Cố lên Mùi ơi, cố lên. Mời nhà trai. Mời đi em trai. Xin mời nhà gái. Mời cô gái ngồi. Mời nhà trai giới thiệu về mình cho nhà gái nghe. Dạ, lời đầu tiên cho con gửi lời chúc sức khỏe tới các bác, các cô, các anh chị, các chú ở đây và các bạn. Lời chúc sức khỏe và lời chào ạ. Con là Trần Văn Mùi ạ. Quê con thì ở Nam Định. Con hiện tại sống cùng gia đình ở Đắk Nông ạ. Ở gia đình có làm mô hình nhỏ về trồng trọt, về chăn nuôi ạ. Mình vẫn đang ở Đắk Nông hả? Dạ, gia đình con. Dạ. Rồi, đó, lý lịch trích ngang của nhà trai vậy đó. Bây giờ chúng ta nghe lý lịch trích ngang của nhà gái nè. Dạ, xin chào chị Ngọc Lan.
Chào anh Quyền Linh, chào quý vị khán giả trong phim trường và đang xem truyền hình. Em tên là Ngọc Quý, em đến từ tỉnh thành phố Đồng Xoài của tỉnh Bình Phước ạ. Vậy là sát bên rồi. Dạ dạ. Rồi năm nay cô gái của mình bao nhiêu tuổi? Em 29 tuổi ạ. Em hiện tại là giao dịch viên ngân hàng ạ. Hồi trước thì em có một thời gian là học tập ở Sài Gòn, cũng có làm ở Sài Gòn một năm. Sau đó thì em về quê làm việc và công tác tới giờ khoảng cũng đã gần 5 năm rồi. Tức là bây giờ mình sống ở Bình Phước luôn. Dạ đúng rồi. Bên đây là nông trại ha. Dạ dạ. Mình trồng được bao nhiêu cà phê cao su nè? Con trồng tiêu với cà phê ạ. Hai cái củi đi chung không? Không có hên đâu. Dạ dạ. Trồng được nhiều không Mùi? Dạ tính là cỡ khoảng 4 hect. 4 hecta nha Lan nha. Làm nông gì chắc là chắc khỏe dữ lắm hả? Trời ơi, làm nông tao khỏe re. Cuồn cuộn không? Cuồn. Thôi, đừng nhắc tới từ đó cưng. Ủa, xin lỗi. Không để ý. Bây giờ mình tới với ưu điểm và khuyết điểm luôn đi nhà trai. Về vấn đề các môn thể dục thể thao thì cũng có bước khỏe chút. Đúng không? Dạ, dạ, dạ. Khi tốt nghiệp lớp 12 trung học xong rồi dạ. Mùi làm gì? Trước con học ở dưới Sài Gòn xong. Học con, gì? Con về điện tử ạ. Học điện tử, công nghiệp điện tử ạ. Đại học công nghiệp hả? Dạ. Xong tốt nghiệp xong rồi không làm sao đi về quê? Con có làm, ý là con ra công ty làm được một thời gian. Nhưng mà ý là do sức khỏe của bố mẹ con á. Vậy là hiện tại là không về chăm sóc sức khỏe dạ, bố mẹ nên là ha? Con chuyển, dạ, dạ, dạ. Khuyết điểm nào không? Ý là nói chuyện với nhiều khi gặp bạn gái kiểu run, gặp bạn gái kiểu run. Ngồi đây mà còn run đừng có chi gặp bạn gái. Ưu điểm khuyết điểm của mình là gì cưng? Nếu mà nói ưu điểm thì em thấy em là người rất là tận tình á, có tâm, rồi rất là tỉ mỉ, cẩn thận. Cái đó nó cũng chính là cái khuyết điểm của em luôn. Đó là tại vì em tỉ mỉ quá nên thành ra là tính của em nó sẽ hơi chậm so với người khác. Đôi lúc á, mình suy nghĩ cho người khác nhiều quá thì nhiều khi bản thân mình hay tủi thân. Nói chung nhà gái bên đây á, dịu dàng mà nội tâm lắm. À, còn bên nhà trai thì hơi nhút nhát chút. Ông này nhút nhát hả? Để tôi qua tôi khui thử coi. Nhút nhát lắm. Đó. Qua đẹp, mình coi coi trai. Ra sao. Dạ em chào chị ạ. Hello chàng trai. Em chị ạ. Chào em. Trời ơi chắc khỏe quá hả? Trời ơi tướng chắc rụi luôn à. Bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em có 2 mối tình ạ. Các mối tình đó nó có đậm sâu không em? Có mối tình nói chung là gần nhất thì hơi đậm sâu một chút. Ý là chúng em quen nhau tình cờ, nói chung là cũng nói chung về bên Bình Phước. Xong em gặp cố. Bình Phước hả? Dạ dạ. Bên kia Bình Phước đó. Về đi đám rồi gặp cố ở đám. Xong rồi hai đứa nằm quen với nhau. Rồi yêu nhau mấy năm? Dạ 2 năm ạ. Gia đình cố thì muốn cố học tiếp rồi đi gọi là đi du học ở bên nước ngoài. Được chưa? Nhà trai tôi được chưa? Ok. Chịu. Có nhà gái coi sao mà đúng. Qua soi mói nhà trai tôi dữ vậy. Ôi trời đất ơi dễ đó. Thương. Chào cô gái ngân hàng. Dạ em chào anh. Có mấy mối tình rồi? Dạ em thì cũng trải qua là chắc cũng 4 năm mối tình rồi. Sao ít vậy ta? Thì cũng có những mối quan hệ thì em cũng quen một vài tháng thôi. Còn cũng có những mối quan hệ thì có thể quen được một năm. Một năm, lý do gì mình chia tay vậy? Em hơi xúc động. Xúc động hả? Chắc là cũng có một cái trắc trở gì trong tình yêu đúng không? Em xin lỗi. Em hơi xúc động. Không sao, từ từ. Cái gì cũng vậy, cũng phải có trải qua rồi thì mình mới cứng cáp được. Cái người đứng bên cạnh em á cũng có nhiều tổn thương lắm đó. Chị Lan là một trong những thần tượng của em á. Thấy chưa? Là cái người mà em đã theo dõi từ rất là lâu rồi. Từ hồi mà em mới học lớp 8, lớp 9 thôi chứ không phải là bây giờ nữa. Nói chung là những chuyện thực tế thì như thế nào thì em không biết. Nhưng mà những cái bài báo mà về chị Lan thì em đều có theo dõi hết. Thực tế nó còn kinh khủng hơn bài báo nữa đó em. Dạ mình bớt nói à. Thế thì bây giờ chị Lan hỏi cái này nè. Có gọi được tên của nó hay không? Để cho chị Lan biết. Chị Lan qua bên kia chị Lan hỏi là cái người đó có những cái mà của cái người cũ có hay không? Để né ra. Chị tổn thương rất là lớn bởi cái sự gia trưởng của người đàn ông. Gia trưởng và độc đoán. Cũng có những người rất là yêu thương gia đình, rất là trách nhiệm với gia đình. Và họ lấy đó là cái lý do để cho họ gia trưởng. Hợp lý. Vậy thì bây giờ với cái người sắp tới mà em sẽ đồng hành thì em mong muốn người đó sẽ như thế nào? Hai cái điểm mà em không thích nhất đó là một là sự gia trưởng độc đoán, hai đó là sự ki bo keo kiệt. Thì nói trước là về ngoại hình trước đi. Ngoại hình đi. Tại vì chiều cao em cũng hơi tầm trung á, ý là cũng cao cao. Có cao. Em mong muốn cao nhiêu cưng? 1m7 trở lên. Không lo gì chứ, xin lỗi á. 1m7 mấy luôn. Không, gần thôi ạ, gần.
tôi vậy mấy đó. Mắt không thấy, tai không nghe, đều có chuyện gì hết. Phải tự tin lên chứ. Dạ. Đừng mong trắng nha, nhà làm nông không trắng được. Đen mới mạnh mẽ. Trắng đen thì không quan trọng đâu, quan trọng là phải là sạch sẽ, tươm tất, chỉnh chu một tí chứ đừng có xòe xòa quá. Đến với chương trình mặc một bộ đồ rất là dễ thương, lịch sự. Lịch sự. Còn về tính cách thì em thích người có tính điềm đạm, chững chạc, có trách nhiệm mà cái người đó, tại vì bản thân em cũng là một người rất là nhạy cảm, nên là em mong là bạn nam cũng là người tâm lý một xíu. Tôi nói thiệt nha, tôi là con gái tôi lấy ông này liền, mà ông hiền khô. Còn tôi là đàn ông tôi lấy bà này liền. Ủa vậy đó hả? Lúc mà em có đăng ký trong chương trình á, em có nói một cái vấn đề như thế này. Em xin lỗi nha, em không sao, kiểu không. Em dễ xúc động quá. Không sao. Ý là tại vì gia đình nhà em á, thì có em là con một thôi. Ba mẹ em cũng đã lớn tuổi rồi, cũng có bệnh trong người nữa. Mà em chỉ mong muốn là cái người em quen á, có thể là ở trong cùng tỉnh Bình Phước, hoặc là nếu xa lắm thì có thể là ở Bình Dương. Để thứ nhất là qua lại thì nó cũng tiện hơn. Còn nếu mà ví dụ như mà sau này có thể tiến xa hơn á, thì có thể là dễ bề chăm sóc được gia đình hai bên. Chứ gia đình nhà em thì thực sự là rất là neo người, có tết nội tết ngoại. Em nghe bên đây nói nè nha, em nhà em đông người đúng không? Dạ, dạ. Ở rể được không? Nói chung là hai người cứ tìm hiểu, nếu mà nói chung là ở rể thì em không có nghĩa là em có thể mua đất hoặc làm ở đấy, chứ ý là kêu ở gần bố mẹ thôi. Chứ còn mà kêu ở rể thì bên kia có hai gọi là hai ông bà thôi. Dạ dạ. Không có ai nữa trong gia đình con một mà. Dạ dạ. Từ Đắk Nông qua Bình Phước gần. Dạ cũng gần không bao xa. Dạ. Có mấy chục cây à? Tầm 2 tiếng, nói chung xe đi lại thuận tiện hết ạ. Bây giờ thôi để chúc hai đứa gặp nhau đi. Đúng rồi. Rồi bàn cái chuyện này. Cái này nha. Còn thương thuyết với nhau dài đúng dài. Rồi. Bây giờ mình gặp người thân đi. Đúng rồi. Hỏi cô gái trước, em đi với ai vậy? Em đi với mẹ em với lại một người bạn của em ạ. Kính thưa chú Quyền Linh. Dạ. Cô Ngọc Lan. Cái đó bây giờ cái duyên của nó thì bây giờ tùy nó thôi, chứ còn tôi nó quyết định thôi, chứ còn tôi thì không có quyết định được. Cái sống được sống qua nó chứ đâu không phải được sống qua đây. Dạ. Chàng trai này thấy được không cô? Thấy được thì được, nhưng mà xa quá. Chứ là tại vì có một đứa con gái à, ổng cũng yếu rồi. Dạ. Cho nên xa quá, bây giờ cũng không biết làm sao mà tùy con thôi. Có bà con ở Bình Phước nên là cũng dễ qua lại lắm cô. Rồi bây giờ mình bỏ qua cái chuyện xa với gần đi cô, mà cô thấy ngoại hình được không cô? Dạ, dạ. Chào anh Huyền Linh, chào Ngọc Lan. Dạ. Em là chị của Quý. Thì em thấy thì em trai thì cũng được, hiền lành. Nhưng mà thì cũng hơi xa đó. Tại nhà Quý thì nó neo đơn lắm. Thật ra này nè chị, khi mà yêu nhau rồi á thì không có gì là xa cả. Em thấy em trai thì cũng hiền, nhưng mà thôi để hai em tự quyết định. Nói chung hai em tự có cơ hội tìm hiểu nhau. Rồi, cảm ơn nhà gái. Mình đi với ai cưng? Dạ, em đi với em trai. Em ruột á mùi? Dạ vâng. Trời, nhà còn quá trời, còn em ruột nữa mà. Em xin chào MC Quyền Linh và MC Ngọc Lan. Em chào tất cả các vị khán giả trong trường quay. Rồi, sao em thấy trai? Chị dâu sao? Em sẽ có ý kiến của mình là cái bạn nữ hôm nay rất là xinh. Bên em thì cũng có nhà ở bên Bình Phước. Anh chị mà nên cho nhau là thời gian để tìm hiểu. Thật thì anh chị có thể tiến xa, đi xa nhiều hơn mà có thể tiến đến cuộc hôn nhân của mình. Mình có nhà ở Bình Phước luôn hả? Nhà ông bà ở Bình Phước. Ồ vậy đó hả? Dạ. Đó, bởi vì hồi nãy con mới nói là rất là tiện luôn. Mà. Bây giờ thí dụ như anh trai qua Bình Phước ở thì em có thể ở nhà chăm sóc ông ba mẹ được không? Dạ được, thì em cũng về cũng được. Trời ơi, thì có đứa em vậy thôi chứ muốn gì nữa trời. Trời, thấy chưa? Rồi bây giờ mở rào đi nha. Mở rào đi. Dạ em chào anh. Dạ em có một cái phần quà của Bình Phước. Bình Phước thì thật sự là cũng không có những gì hết, thì chỉ có một ít đặc sản là hạt điều thôi. Thì em có một phần quà là gửi tặng anh, với lại là có hai phần là gửi cho chị Ngọc Lan với lại anh Quyền Linh. Trời ơi, có tôi nữa hả? Ngon vậy ta. 12 con giáp em đây cầm tinh quý mùi đó. Nhìn cô gái coi thấy sao mùi lần đầu tiên gặp mặt đó. Con chấm với chú hả? Hả? Cô ấy xinh đẹp ạ. Dạ. Xinh đẹp đúng không? Dạ. Đúng với chi tưởng tượng của mình không? Còn hơn thế ạ. Được rồi đó. Rồi Quý thấy mùi sao nè? Em thấy ảnh
thì cũng ngoại hình cũng ổn, có điều ảnh hơi được trẻ một xíu. Như anh thì nói chung hiện tại là đã xác định là ở nhà thì nói chung là làm công việc, nói chung là cái công việc bông không cố định giờ ra, ý là chỉ cần có lý do là đi thôi, ý là không bị ràng buộc, có nghĩa là mình tự mình nên mình có thể mình tự làm được. Ví dụ trong chuyện tình cảm ấy, thì anh nghĩ là một mối quan hệ như thế nào là anh cảm thấy là nó hợp lý và nó có thể tiến xa được á? Cơ bản là hai người hiểu nhau, thấu hiểu cho nhau được, anh chỉ cần thế thôi, anh chỉ cần thế. Thì theo bản thân em á, thì em nghĩ là ngoài hiểu nhau còn phải có cảm thông và động viên nhau để phát triển nữa. Tại vì có những mối quan hệ á, nó chỉ làm cho bản thân mỗi người trong đó đi xuống thôi. Cho nên là em cần một cái mối quan hệ, và em nghĩ là không phải riêng em đâu, mà đó là điều mà ai cũng mong muốn á. Đó là cái lý do để cho mình phát triển tốt hơn á. Dạ, bây giờ bước tới, đây là cô gái người ta rất là mong muốn được cái sự chở che, được cái sự bù đắp. Bước lên, đứng lên nè. Thôi ở dưới có người bước lên đó. Dạ. Rồi, sân khấu của em. Nắm tay cô gái. Mạnh dạn lên. Thôi đi Mùi. Quý Mùi đó. Đứng không lên. Phải bắt tay làm ăn. Chị đừng có thị phạm đó. Cái đó là anh phải biết thôi. Trời ơi. Cố lên Mùi ơi, cố lên. Ủa vậy thôi, không có nắm tay chứ gì. Ủa, không được một giây luôn đó. Mà mối sắp xếp luôn đi. Face to face, hand in hand. Rồi, cảm nhận đi hai bạn. Anh thì cũng không dám hứa. Nói chung là hôm nay có cái duyên, nói chung mình đã gặp được nhau. Thì anh cũng mong em cho anh một cơ hội. Anh không dám hứa trước, nhưng mà nếu mà hai đứa mà có được về thì anh chỉ khẳng định với em là anh không làm nhóm khổ. Tôi xin em và tôi khuyên em hãy tin tôi, vì tôi là chàng khờ dễ thương. Sẽ không ai yêu em như chính tôi lúc này, trừ khi tôi không còn trên đời nữa. Suy nghĩ cho kỹ. Đây không phải là chuyện bấm nút rồi cười rồi vui. Bấm là phải có trách nhiệm với quyết định của mình đưa ra. 1 2 3. Hết thời gian. Em gái không bấm. Em có thể nói một chút lý do Quý. Thật sự ảnh cũng hơi rụt rè, với lại ảnh cũng chưa cho em cái cảm giác được là người này có thể bảo vệ và che chở mình được. Qua đó chúng ta thấy rằng những người đàn ông trước mặt người phụ nữ, nếu như mình yêu họ thì mình phải làm sao để họ thấy, họ tin tưởng vào cái sự bảo vệ của mình. Có lẽ chúng ta không có duyên với nhau, rất tiếc điều đó. Chương trình sẽ có một số phần quà dành tặng cho hai em. Rất tiếc là ngày hôm nay chúng ta không đồng ý hẹn hò với nhau. Nhưng đừng lo, chương trình cũng sẽ dành tặng các bạn một phần quà là gói Ruby để trải nghiệm miễn phí nhiều tính năng hấp dẫn của ứng dụng Sweet Couple. Ứng dụng hẹn hò với môi trường an toàn, văn minh và thân thiện sẽ giúp các bạn độc thân tìm được một nửa của mình. Trong ứng dụng này, bạn cũng sẽ được tư vấn bởi ông Mai bà mối duyên dáng nữa nhé. Rồi, mời hai em. Vậy là một mối tình không thể kết nối được quý vị. Hai trái tim không đồng dạng với nhau, không hiểu nhau. Thôi, bây giờ chúng ta hãy đến với cặp đôi thứ hai để xem kết quả nó như thế nào. Chứ cái kết quả đầu tiên nó hơi buồn quá. Đến với cặp đôi thứ hai nào. Xin mời. Dạ, đường tình duyên của em thì hơi trắc trở. Em có 3 mối tình là em sâu đậm nhất. Thì có một mối tình mà em nhớ nhất cho tới hiện nay thì... Dạ, thấy trời chưa? Ơi, xứng lứa vừa đôi. Ba người đạt giải không? Cũng môn đang hổ đối tôi. Em có một sở thích rất là quái dị. Em buổi tối trước khi đi ngủ em sẽ xem chuyện, em sẽ nghe chuyện ma. Chuyện ma? Khó ngủ lắm thì em phải nghe chuyện ma mới ngủ được. Em thấy là ngược đời rồi đó. Anh trai. Thôi đi anh trai. Xin mời nhà gái. Mời anh trai giới thiệu về mình. Trước tiên xin phép cho em người chào anh Huyền Linh, chị Ngọc Lan và bạn nữ bên cùng chơi. Và xin chào tất cả quý vị có mặt ngày hôm nay và trên màn hình nhỏ. Chúc cả nhà mình sẽ có một ngày thật là nhiều năng lượng ạ. Hay quá. Dạ.
Em xin tự giới thiệu, em tên đầy đủ là Nguyễn Trọng Hữu, hiện tại 25 tuổi, quê quán là ở Bình Thuận. Và với công việc hiện tại của em là một MC cũng như là một voice talent. Và ngoài ra em còn đang đào tạo về mảng truyền về giọng nói truyền cảm, làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Rồi mời bạn nữ. Dạ, em chào chị Ngọc Lan, chú Huyền Linh và khán giả đang ngồi ở khán phòng. Dạ, em tên là Nguyễn Ánh Phượng, em năm nay 23 tuổi. Công việc hiện tại của em là một người mẫu tự do với quán gốc của em ở Đà Nẵng. Điểm mạnh điểm yếu của Trọng Hữu là gì? Dạ, về điểm mạnh của em thì như cả nhà mình đang thấy là em có thể chơi guitar, có thể hát. Cũng như là về tính cách thì em chịu khó, với lại nhẫn nại. Thì nhược điểm của em là cái tính em lại hay quên một chút. Với lại con trai mà thì cũng có một chút gì đó nó hơi buồn buồn. Thì hy vọng rằng là bạn nữ bên kia sẽ là phép cộng cho cái nhược điểm của em. Dạ. Rồi vậy thì mình hãy nghe về ưu điểm nhược điểm của bạn gái, cô có thể bù trừ được hay không nha. Ưu điểm của em thì em đã quyết tâm làm được cái gì đó thì em sẽ cố gắng hết sức để em làm. Điểm thì chắc là nóng tính. Nhưng mà khi nóng tính thì em sẽ thích ở một mình, để em không muốn là lây truyền cái cảm giác tiêu cực cho những người xung quanh em. Trời, cô gái bên đây xinh quá, tôi muốn nhìn hoài luôn á trời. Chị cũng xinh. Bây giờ mình nói sơ cho nhà gái nghe cái đường tình duyên của mình đi Trọng Hữu. Dạ, thì hiện tại thì em vừa trải qua một mối tình vào năm đại học. Do hai đứa sau khi mà ra trường thì mỗi đứa làm một hướng, mỗi ngành khác nhau, nên dần rồi cũng hai đứa thì cũng dừng lại do hết duyên ạ. Đường tình duyên của mình như thế nào cưng? Dạ, đường tình duyên của em thì hơi trắc trở. Em có ba mối tình là em sâu đậm nhất. Thì có một mối tình mà em nhớ nhất cho tới hiện nay thì tụi em quen nhau được một năm hơn. Thì sau đó thì vì một lý do gì đó, có thể là tự em cảm nhận, chắc là vì ảnh về gia đình hoặc là vì ảnh muốn cố gắng nhiều hơn cho công việc của ảnh, cho nên là ảnh quyết định chia tay em. Lúc nào em cũng là người để làm hòa hết, lúc nào em cũng là người nhẫn nhịn, ảnh cũng quan tâm, ảnh cũng chăm sóc em, nhưng mà tại vì không có một cái lý do chính đáng nào cả, cho nên là em cũng có một cái gì đó gọi là tiếc nuối ha. Rồi vậy thì mình nói luôn về cái mẫu hình lý tưởng của mình đi. Thì chắc là kiểu ân cần, ấm áp, yêu thương, quan tâm em thật lòng. Quan trọng là chân thành với em. Rồi còn điều gì mà em không thích? Có thể là gia trưởng và vũ phu. Dạ, chào chị. Chào em. Dạ, chị cảm... nghe cái giọng em là nó quen dữ lắm. Em có hay làm những cái clip ở trên TikTok không? Dạ có. Hèn gì, giọng đẹp quá trời luôn. Dạ, cảm ơn chị Lan nhiều. Giọng bên đây rất đẹp, mặt rất đẹp, bên kia giọng cũng đẹp, mặt cũng rất là đẹp luôn. Hai bạn giống như sanh ra là dành cho nhau vậy đó. Có gia trưởng không em? Dạ, em thì không có gia trưởng chị. Có vũ phu không? Dạ, không luôn. Em nói một cái, em dạ. Có một cái là chị mời em xuống dưới liền. Dạ, em ngoan, em hiền lắm chị. Chị đùa thôi. Dạ. Vậy thì còn em thì sao? Tiêu chí của mình có cái gì? Thì em nghĩ bạn nữ cao, xem vai em là được rồi. Với lại về cái tính cách thì em chỉ cần bạn đó hiểu chuyện một chút, biết chia sẻ là được. Hình như bé em có, em đã đạt được cái danh hiệu gì rồi đúng không? Dạ có ạ, em đã từng đạt danh hiệu đại sứ miền Trung của cuộc thi Việt Nam Fitness Model 2021. Trời ơi, dữ dằn quá. Profile khủng. Bên đây cũng đạt được nhiều danh hiệu chứ bộ. Em thì lúc mà còn sinh viên thì em được giành quán quân của bên MC của Việt Five, với lại em giải nhì trong cuộc thi thuyết minh cấp tỉnh. Dạ, thấy trời chưa? Ơi, xứng lứa vừa đôi. Và người đạt giải không cũng môn đang hổ đối, tôi coi mắt nhà gái. Xin chào chú. Dạ còn dĩ nhiên là của người mẫu xinh đẹp rồi. Có thích làm MC không? Dạ thích. Đóng phim không? Dạ. Đó. Nói chung là làm nghệ thuật là bạn nghệ thuật thích. Rất là nhiều lĩnh vực ở thành phố Hồ Chí Minh đang phát triển. Dạ. Biết đâu hai đứa lấy nhau thành danh luôn sao? Bạn nam bên kia cũng rất là nghệ sĩ, mà thường quen nghệ sĩ với nhau là mệt mỏi lắm, có ghen không? Dạ không. Không ghen? Tôi không ghen. Không ghen là không có yêu á nha. Ủa sao vậy? Đâu phải là cứ ghen là yêu đâu chị. Đó. Không có ghen được rồi. Chàng trai bên kia có ghen không? Dạ ghen thì chắc chắn là có, nhưng mà mình phải tùy vào từng trường hợp chứ. Mình không thể nào ghen bậy bạ được anh. Đó. Rồi. Hỏi người thân đi. Em đi với ai? Dạ hôm nay em đi một mình. Rồi. Ba mẹ quê. Không sao, có anh Quyền Linh. Có cái đàn guitar không sao cả. Em gái đi với ai cưng? Em cũng đi một mình. Rồi. Rồi, có chị Ngọc Lan. Một mình, ta với một mình bạn ơi.
Bây giờ mở rào. Các bạn tự chủ động trong công việc đi, rồi mình thể hiện tất cả những tài năng của mình cho nhau nghe để chinh phục đối phương nhé. À, hôm nay đến chương trình có món quà tặng vậy. Em được có món quà anh ạ. Tặng cuốn sách gì vậy em gái? Dạ em tặng quyển sách Luật Tâm Thức ạ. Vũ trụ hôm nay đã sắp đặt chúng ta gặp nhau. Thì xa nhau cũng là duyên phận mà gặp nhau cũng là duyên phận. Phận làm con gái. Duyên phận đó. Sao? Dạ tự nhiên mà, gặp bạn nữ em thấy rung quá, đẹp quá. Đầu tiên mà nhìn Phượng thì đập vào mắt em là một gương mặt rất là xinh xắn. Và người mẫu mà. Dạ. Là trong tuần là thường là Phượng rảnh vào khi nào? Cái này cũng không rõ, tại vì lịch làm việc của em thì không có một cái lịch cố định. Thì với anh thì cái tính chất công việc của anh thì nó cũng hay đột xuất đó. Thì nhưng mà nếu mà nhưng mà Phượng cần anh thì anh sẽ có mặt 24/24. Phượng cần anh thì anh sẽ có mặt 24/24. Trời ơi. Thì không biết là Phượng có thích ăn pizza không? Dạ thích. Vậy là mình cùng chung sở thích. Lát nữa nếu mà được thì Hữu mời Phượng đi ăn pizza nha. Dạ. Sở thích thường của Phượng vào lúc rảnh là gì nha? Em có một sở thích rất là quái dị. Em buổi tối trước khi đi ngủ em sẽ xem chuyện, em sẽ nghe chuyện ma. Chuyện ma? Khó ngủ lắm thì em phải nghe chuyện ma mới ngủ được. Anh thấy là ngược đời rồi đó. Lạ vậy ta? Có lạ ha? Có ngủ nghe sợ khó không ngủ được luôn. Quan điểm của anh trong tình yêu thì anh chỉ cần hai yếu tố thôi. Một là chung thủy, thứ hai là cần có cái tính kiên trì, nhẫn nại. Mình bao dung cho nhau thì mình sẽ có thể vượt qua được. Ở đâu cũng được, ở chung cũng được, hoặc là ở, nhưng mà anh lại thích ở riêng hơn. Thì anh nghĩ rằng là ở riêng nó sẽ tốt hơn. Thì không biết là với quan điểm của Phượng trong tình yêu là như thế nào? Khi yêu em sẽ tạo cho người ta một cái cảm giác gọi là thoải mái. Em không có kìm cặp hay là như thế nào cả. Tại vì đối với em quan điểm trong tình yêu là khi mà em yêu ai thì em sẽ cho người ta được sự tự do. Đó gọi là yêu. Hay quá. Còn trong chuyện gia đình thì em cũng thích ở riêng. Thì công việc của mình nó sẽ ok hơn, nó sẽ thuận lợi hơn. Anh thấy nếu như mà Phượng thì Phượng nghĩ thế nào về chuyện tiền bạc? Em sẽ không có thích kiểu em sẽ giữ của chồng hay là như thế nào cả. Thì mỗi người đều có cái thoải mái riêng. Tại vì em là một người rất là độc lập. Tại vì bản thân của mình còn không lo được thì mình lo được cho ai? Hay quá. Với anh thì chuyện tiền bạc thì anh thoải mái lắm. Nhưng mà anh nghĩ rằng là người phụ nữ có một cái thiên phú rất là hay là giữ tiền rất là giỏi. Và cũng như là biết được lúc nào mà cần đầu tư để phát triển về tiền. Thì anh thấy là phụ nữ rất là hay. Nên chuyện tiền bạc thì anh nghĩ rằng là sau này nếu mà về chung nhà thì anh sẽ nhìn cho vợ giữ hết. Còn về sự nghiệp thì trong tương lai anh muốn là khoảng 3-4 năm nữa anh sẽ có một cái trung tâm về đào tạo. Hay rất rõ ràng về quan điểm. Hai bạn này làm cho mình khỏe quá ta. Đúng rồi. Mình không cần phải làm gì hết. Thoải mái chia sẻ và biết cách để chia sẻ với nhau cho hiểu nhau nhiều hơn. Giao lưu âm nhạc đi. Đúng rồi. Bây giờ chồng Hữu có thể đàn cho bạn gái hát và bạn gái cũng thích hát đó. Hôm nay đến với chương trình thì em cũng có chuẩn bị một bài hát mà em sáng tác, tại vì em cũng rất là máu nghệ sĩ. Bài hát này em sáng tác và được mang tên là Lời Anh Muốn Nói. Xin gửi đến bạn nữ cũng như là tất cả quý vị ngày hôm nay. Và lời anh muốn nói với em là tình ta sẽ mãi không phai nhòa. Dù đời phong ba ngàn giang lao, tình ta mãi như vậy. Chỉ cần trái tim ta có nhau. Và lời anh muốn nói với em là và sẽ chẳng hứa những điều xa vời. Ngày chiều buồn xuân bàn tay vẫn giữ chắc năm không buồn. Gần bên nhau đến ngày mình xa nữa vẫn không rời. Gần bên nhau đến ngày mình xa nữa vẫn không rời. Dạ xin hết ạ. Em xin phép mới gửi đến bạn Nam cũng như khán giả ở đây một
ca khúc mang tên là Fly Me to the Moon. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring see like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Em xin hết ạ. Đồng hồ với tiến tới ha. Chúng ta nắm tay bạn gái. À, hai người đứng kế với nhau, nhìn thẳng vào mắt nhau, giao lưu cảm xúc chút xíu. Nắm tay nhau nào. Hai bạn cầm xin phép nhau. Nắm tay Phượng nha. Tay ấm quá. Anh thật sự là không phải là một người quá lãng mạn, nhưng mà nếu như em cần một người chín chắn, bản lĩnh để mà chăm sóc cho em thì anh có thể làm được. Chuyện tình cảm của em nó không có được may mắn, cho nên là em chỉ mong gặp được một người thật sự thương em, những cái cảm giác, những cảm giác ấm áp nhất tới cho em. Rồi, về ghế ngồi đi các bạn. Máy giặt Toshiba, điều khiển từ xa, ứng dụng công nghệ IoT. Thời gian đủ để các bạn cảm nhận xem người này có hợp với mình hay không. Nếu hợp, chúng ta hãy cho nhau một cơ hội, bấm ngay cái nút đó để chúng ta tiến xa hơn, tìm hiểu nhau, hẹn hò nhau. Các bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của chị Ngọc Lan nha. 1 2 3 Hết thời gian. Dạ cảm ơn. Cảm ơn anh Linh, cảm ơn chị Lan, cảm ơn chị. Trời ơi, tình như tôi thấy bên đây còn màu xanh, tôi hết hồn luôn á. Chúng ta hãy nắm tay nhau. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau. Mình hãy nhìn thẳng vào ống kính ha, xem như gia đình của bạn gái đang theo dõi chương trình. Mình xin phép hai bác cho tụi con tìm hiểu nhau. Dạ, con là Trọng Hữu. Hôm nay có dịp là cái cơ duyên để tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Thì ngày hôm nay gặp được Phượng cũng là một cái duyên rất là đẹp. Thì con xin phép gia đình bên nhà Phượng thì xin phép cho con được quen Phượng. Thì trong tương lai con không hứa trước điều gì cả, nhưng mà nếu như hai đứa con cảm thấy đủ vững chắc, đủ tin tưởng nhau, có thể là sẽ có một cái đám cưới rất là đẹp. Đây là món quà dành cho các bạn. Rồi, xin chúc mừng hai bạn. Chúc các bạn hạnh phúc nha. Dạ, cảm ơn chị Lan, cảm ơn chương trình rất là nhiều ạ. Rồi, các bạn đi đường này nè. Đi đi, chị Lan cầm đồ cho. Ngại giao tiếp giữa đám đông với lại sợ ma. Kiểu như là biết yêu thương em nữa, là yêu thương bản thân của mình. Có yêu cầu bé khỏe bé ngoan đồ không? Em dùng rượu bia là nó có cái mục đích. Cái thứ nhất là để khai thác đối phương. Trời ơi, người ta, em thì đô mạnh hơn. Nhưng mà với lại có một chút xíu ăn gian vô chút xíu. Khi mà ta say, người ta nói thật lắm. Trong công việc hay là trong hàng ngày á. Mời nhà gái. Rồi, mời nhà trai. Xin mời nhà gái giới thiệu về bản thân. Dạ, chào tất cả quý vị khán giả cùng với hai vị MC và bạn nam bên cạnh. Em tên là Nguyễn Thị Ánh Tuyết, hiện tại em là giáo viên tiểu học của một trường tư thục ở Bình Thạnh. À, giáo viên hè gì xuất hiện với một cái bộ áo dài nền nã, tôi thích quá à. Dạ, cảm ơn chị. Rồi, mời nhà trai. Mời em trai giới thiệu về mình. Em xin tự giới thiệu, em tên là Đặng Phước Quý, hiện tại em đang làm việc ở phòng COD, nhân viên xuất nhập khẩu logistics. Em hiện tại đang ở đường số 2 Đồng Văn Cống, thành phố Thủ Đức. Em quê ở đâu? Dạ, em quê ở Đồng Tháp. Em lên thành phố Hồ Chí Minh lâu chưa? Dạ, em vừa lên được 9 tháng. 9 tháng hả? Dạ. Em lên đây ở với ai? Dạ, em lên đây em ở với chú em. À, chú em ở Thủ Đức luôn hả? Dạ. Mình nói về ưu điểm với khuyết điểm của mình đi. Dạ, nói về ưu điểm của em thì theo mọi người nhận xét thì em có một số ưu điểm như là viết chữ đẹp. Đây là một trong những nghiệp vụ sư phạm của giáo viên tiểu học. Và em thích làm từ thiện. Hồi là sinh viên thì em có đi hiến máu nhân đạo cũng như là tham gia các câu lạc bộ dạy tình nguyện. Còn nói về khuyết điểm thì cũng có khá là nhiều. Ví dụ như là em
khá là đam mê công việc nên là nhiều khi ít có thời gian dành cho bản thân của mình. Nên là thường thì một ngày 24 tiếng em dành hết hơn 20 tiếng để dành làm việc. Thời gian ngủ thì khá là ít. Và đôi khi thì cũng nóng tính, nhưng mà nhờ làm nghề giáo viên nên cũng quản lý được cảm xúc của mình. Thật ra thì những cái khuyết điểm của em nó không có cái gì hết trơn á. Tại vì nhiều khi chưa có bồ á cho nên không có dành thời gian cho bản thân á. Tới hồi có bồ rồi là sẽ có nhiều thời gian cho bản thân hơn, đúng không? Dạ. Tập trung cho bồ nữa. Rồi, nhà trai, bên đây người ta dễ thương lắm đó nha. Ưu điểm khuyết điểm của mình nói cho bên kia nghe đi Quý. Dạ, khuyết điểm của em là ngại giao tiếp giữa đám đông với lại sợ ma. Sợ ma hả? Dạ, nhưng mà em chưa biết mặt con ma ra như thế nào. Thấy điều còn sợ hơn nữa. Thật ra không có ma đâu, đó là do mình ám ảnh thôi. Không có đâu, đừng có sợ nữa ha. Dạ. Anh nói thôi chứ anh còn sợ Chúa nữa. Dạ. Anh nói thôi chứ anh còn sợ Chúa nữa. Dạ. Rồi thí dụ giờ anh, thí dụ như em đi chơi với bạn gái, đi Đồng Tháp, về thăm quê em. Rồi lỡ chúng ta khuya khuya chúng ta mới đi thăm nhà người thân gì đó. Lỡ khuya rồi em với bạn gái, em đưa bạn gái về, nắm tay bạn gái rồi gặp con ma, rồi em bỏ bạn gái em chạy, hay là em nắm tay em giữ tay bạn gái không chạy? Đi hai mình thì chắc không sợ đâu. Phải không? Lúc đó thấy con ma hay là sợ ma quá bỏ bạn gái chạy luôn. Dạ. Dạ luôn. Ông Mai hỏi cái này khó cho người ta quá à, tội nghiệp. Tại vì á, biết sao? Nó lâm vào trường hợp của anh Linh rồi. Bởi vì xưa lâu lắm rồi, xưa anh có một lần học lớp 12, 11 á, là anh có để ý một cái cô gái ở xóm bên kia. Xong rồi lúc đi học về, đưa cô ấy về tới nhà lúc 5 giờ mấy, đứng nói chuyện xong tới 6 giờ rưỡi bắt đầu cái cổ đưa anh ngược về nhà. Cổ đưa anh về tới nửa đường thôi, cổ không đưa nữa. Thế là đang chưa tới nửa đường á, là mình thấy có gì nghe rét rét chạy qua kia, bỏ cổ mình chạy mất tiêu. Bỏ cổ mình chạy mất tiêu. Đó, kiểu vậy đó. Dạ. Là cô giận mình luôn. Dạ. Không chơi với mình luôn. Dạ. Là do mình sợ ma đó. Ta dạ. Tập quen với ma đi em. Em về em coi phim ma nhiều đi em quen à. Có một cái tật xấu gì không? Dạ em không có thuốc. Không có. Uống rượu có không? Dạ có, uống bia. Uống lầy không? Dạ không. Vậy được. Bây giờ nói chút xíu về đường tình duyên đi Quý. Dạ em có hai mối tình. Hai mối. Mối tình thứ nhất là năm em vừa tốt nghiệp trung học phổ thông. Mối tình thứ hai thì cách đây khoảng 11 tháng. Cái mối tình nó quen bao lâu? Tầm khoảng 7 tháng. Rồi sao chia tay? Dạ do lứa tuổi, hai bên lứa tuổi nó bị chênh lệch với lại cách sống khác nhau nên. Chênh lệch nhiêu tuổi? Dạ em thua bạn gái đó 7 tuổi. Em thua có 7 tuổi hả? Dạ. Bên kia nay mấy tuổi quên rồi? Dạ năm nay em 25 tuổi. Quý nhiêu? Dạ em 27. Sinh rồi vậy được rồi, chúng tới 7 tuổi nha. Đường tình duyên ta trắc trở vậy đó. Quen có 7 tháng thôi. Là mối tình dài nhất rồi đó. Còn bạn gái của mình bao nhiêu mối tình rồi? Em chưa có quen bạn nào hết đó chị. Chưa có mối tình nào luôn. Đã học xong tới hết lớp 12 rồi học sư phạm. Dạ, là cũng rồi. Hết thời gian rồi, rồi đi làm là rất là yêu công việc cho nên đâu có thời gian đâu. Dạ đúng rồi. Vậy thì em bây giờ muốn tìm người yêu thế nào hả em gái? Em chỉ cần tìm một người yêu là đầu tiên là phải có đạo đức, biết tôn trọng ông bà cha mẹ, kiểu như là biết yêu thương em nữa, phải yêu thương bản thân của mình. Có yêu cầu là bé khỏe bé ngoan được không? Có yêu cầu là bé khỏe bé ngoan được không? Nói về ngoại hình thì chỉ cần anh ấy cao hơn em thì khoảng 1m7. Em nghe nó không hút thuốc lá là thích rồi chị. Nói chung là những nhu cầu của cô gái bên này cũng rất là đáng yêu, dễ thương và dễ đáp ứng. Chào em. Dạ chào chị. Chị thấy về ngoại hình là có thể đáp ứng được cho em rồi. Ngon lắm. Ngon lắm. Cái hình mẫu lý tưởng về người bạn gái của em là gì? Em thích người bạn gái là mẫu truyền thống. Trời ơi, giáo viên là truyền thống. Dạ. Truyền thống lắm. Mặc cái bộ trang phục bước ra một cái là thấy truyền thống rồi. Tại em thích hướng nội và truyền thống. Tại vì em gốc miền Tây nên em thích phụ nữ nó truyền thống hơn. Chứ không có đầu xanh, đầu đỏ, xăm mình lè lè thế này kia. Nhưng mà xăm hình nhỏ nhỏ được không? Dạ, em không, gia đình với lại em hồi nào giờ không có cái cách nhìn tốt về cái đó. Để không hỏi cô giáo có hình xăm nào không? Cô giáo có hình xăm nào không cưng? Dạ, ba em cũng rất là khó tính nên hồi lúc em có nhuộm tóc nhưng mà ba kêu là đi nhuộm lại. Em để dài rồi em cắt nó đen lại. Còn hình xăm thì em cũng không dám xăm cái nào hết. Nó trời ơi, quá trời truyền thống rồi. Vậy là hai người truyền thống gặp nhau rồi đó. Đúng rồi. Còn gì khó hơn nữa không? Có đòi hỏi nấu ăn được không? Dạ không, đó em làm được.
Rồi, quá ngon. Nhà có anh trai không? Dạ không. Ừ, tưởng có gả cho chị Lan chứ chị Lan đáp ứng đủ nhu cầu. Rồi, đứng qua xem nhà gái sao. À, chào em gái. Dạ, chào chú Nguyên Linh. Em không thích điều gì ở đàn ông? Em ghét nhất cái tật xấu gì của đàn ông? Dạ, là đánh vợ. Đánh vợ? Này căng rồi nha. Không ai thích cái điều đó hết trơn á. Sao? Mình thấy là mỗi lần mà mình nổi nóng lên là mình có thường cắn tay, hạ cắn chân không? Dạ, phụ nữ là để yêu thương rồi. Rồi. Nói là phải giữ nha. Còn vậy. Gì không thích nữa? Dạ, không biết là anh ấy uống rượu xong anh đó đi ngủ hay là anh ấy uống bia xong thì anh ấy có nói gì không? Sao? Có không? Dạ, khi mỗi mà... Mỗi lần mình xỉn đó là mình sao? Nhớ dạ. Không? Dạ nhớ. Em dùng rượu bia là nó có cái mục đích. Cái thứ nhất là để khai thác đối phương. Còn khi người ta... Người ta... Em thì đô mạnh hơn. Nhưng mà với lại có một chút xíu ăn gian vô chút xíu. Khi mà ta say người ta nói thật lắm. Trong công việc hay là trong hàng ngày để mình tiếp thu. Rồi đừng lo nữa em gái. Sau chương trình này sao không ai đi nhậu với nó nữa? Sao vậy? Khai thác. À, đúng rồi. Chết rồi, khai trên đây là dại rồi. Yên tâm. Chết. Rồi yên tâm, chị nhậu là không có gì rồi ha. Dạ. Yêu cầu thì hai bên đó bàn bạc hết rồi. Bây giờ vấn đề là mình gặp nhau để thấy thế nào thôi. Em gái đi với ai? Dạ, đi với hai em gái ở dưới. Hai em ruột là đúng không? À, con xin chào chú Huyền Linh và chị Ngọc Lan. À, và chào các khán giả đang có mặt ở trường quay ạ. Đến với chương trình hôm nay thì em cũng xin gửi lời chào đến anh trai ở đây ạ. Em cũng có một vài lời muốn nhắn nhủ với anh, đó là chị hai em thì rất là tình cảm và giống như là rất là thật lòng. Mỗi khi mà dành tình cảm cho ai thì cũng rất là thật lòng. Nhưng mà bên cạnh đó thì chị hai em cũng có một cái tính là hơi bướng bỉnh một chút xíu. Em chỉ hy vọng là tìm được một anh trai có thể là thấu hiểu và bao dung cho cái sự bướng bỉnh đó của chị hai em thôi. Chị hai ơi, em thấy anh trai bên này thì về ngoại hình thì có thể là phù hợp với chị hai rồi. Còn về tính cách thì em nghĩ là bây giờ mình chưa có thể đưa ra một cái nhận định nào cả. Cho nên là em vẫn hy vọng là hai anh chị có thể cho nhau một cái cơ hội để mình tìm hiểu nhau nhiều hơn. Nếu được thì mình có thể cùng nhau bước xa hơn à. Dạ, cảm ơn. Chị Tư, ý kiến chị Tư sao nè? Thì con thấy là anh trai là chững chạc, trưởng thành, nói chuyện cũng tình cảm. À, con thấy anh và chị cũng có một vài nét tương đồng. Ví dụ như là hai anh chị cũng là cùng quê miền Tây, chị con thì là gốc Long An. Hai người cũng gia đình cũng có một nét gì đó gọi là truyền thống. Cho nên là đến với chương trình, con thì rất là tin tưởng vào sự quyết định của chị hai. Nếu mà hai người có bấm nút trao cho nhau cơ hội thì con chúc cho hai anh chị tìm hiểu nhau thật là kỹ và đưa ra được quyết định đúng đắn. Dạ, con xin cảm ơn. Con là chị Tư đúng không? Còn có chị Năm nữa không? Dạ có. Có Út nữa hả? Có chị Năm nữa hả? Dạ có. Út nay nhiêu tuổi? Dạ Út năm nay là 18 tuổi rồi. Trời ơi. Vậy là bố nhà của bốn chị em gái. Tứ đại mỹ nhân. Từ từ từ, chị hai tới chị ba rồi chị Tư rồi tới chị Năm lên đây hết nha. Dạ. Để chú với chị Ngọc Lan lo, được không? Dạ. Rồi, được rồi. Rồi, mở rào. Mở rào thôi. Mình con gái mà, mình phải ngồi im. Rồi, bắt đầu đi. Tôi thấy có hai bó hoa rất là đặc biệt nha. Dạ. Đó. Dạ, đứng đây. Dạ, cảm ơn anh. Em trai, đứng đó. Đứng đây. Mình hãy lý giải. Tại sao mình lại đúng. Tặng hai bó hoa? Lần thứ hai đây là em đến với chương trình. Lần đầu tiên bó hoa lần đầu tiên là ngày 23 tháng 2 vừa rồi. Thì em vừa mới tới cổng thì em test lên hai vạch Covid. Nên em phải quay về, ôm bó hoa quay về. Hôm nay nó khô rồi, em mua thêm bó nữa tặng ngày hôm nay. Tức là quý vị có thể thấy cái bó hoa này, cái bó hoa này nó khô hẳn luôn. Tức là bạn này rất là quyết tâm khi mà đến đây và quyết liệt để đem cô dâu về. Đó, dễ thương quá. Dạ, cảm ơn anh. Đến tham gia chương trình thì em cũng có chuẩn bị cho anh một món quà. Em cũng ráng trồng cái cây này mặc dù em có tay trồng cây. Đây, để chị hỗ trợ. Đó là cái duyên đó các bạn. Thật ra nếu như lần trước bạn trai tới thì nó đã khác rồi, đúng không? 23 tháng 2. Rồi, cảm ơn. Bạn có chuẩn bị cho anh một bài thơ. Rồi, cảm ơn. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Đọc lá thư đi. Dạ, em xin đọc bài thơ là Vạn hạt mưa rơi,
không hạt nào rơi nhầm chỗ. Dạng người ta gặp, không người nào là ngẫu nhiên. Hay quá. Rồi, các bạn về chỗ đi. À, anh có câu hỏi gì cho em không? Em có cảm nhận gì về anh khi mới gặp lần đầu? Dạ, đầu tiên nếu mà chưa kéo rèm á, thì em nghe anh chia sẻ thì rất là thích. Bởi vì cái giọng của anh rất là hay. Sau khi em gặp anh á, em nhận được bó hoa của anh và biết được lý do vì sao mà em có hai bó hoa trong chương trình ngày hôm nay, thì em thấy là rất quý trọng buổi gặp ngày hôm nay ạ. Tại vì anh giữ bó hoa đó là coi như là cái sự cố gắng và coi thử cái duyên của mình tới đâu. Mình cũng cảm ơn chương trình ngày hôm nay đã tạo điều kiện cho em lần thứ hai để ghi hình. Thì ngày hôm nay đó tới thì gặp được em. Dạ. Thì em có lời sau cùng muốn nói với bạn gái là khi chưa mà... nói lời sau cùng đâu. Ừ đúng rồi. Cứ nói sau lời cùng, kế tiếp đi. Sau cùng của cái chương trình này là sau những mối tình em thì hay bị lụy tình. Sau những lần chia tay là những lần khủng hoảng, những cơn ác mộng. Thì sau cái chia tay đó là làm cho em tỉnh mộng để em sống và làm việc. Và hai ngày hôm nay thì gặp được em, thì anh mong đây là sự thật chứ không phải là ác mộng hay là tỉnh mộng. Ngày hôm nay là sự thật, là cái duyên của anh với em gặp em. Dạ. Bây giờ mình tính hẹn hò đi. Thời gian của em thì như thế nào? Thời gian em làm việc giống như công sở vậy á. Thì thường khoảng 5 giờ là em có thể kết thúc ra khỏi trường học. Nhưng trừ những buổi họp thường là đầu tuần hoặc cuối tuần thôi. Còn lại thì thứ bảy chủ nhật em có đi học. Em đang đi học cao học. Nên là nếu như rảnh thì chúng ta có thể hẹn hò nhau vào cuối tuần, buổi tối thứ bảy chủ nhật. Hoặc là nếu như trong tuần chúng ta có chuyện gì đó muốn nó trao đổi với nhau thì có thể call cho nhau hoặc là hẹn ra một nơi nào đó nó gần một chút xíu. Thứ bảy chủ nhật thì em có đi học thêm, nếu như có lý do thì anh sẽ qua chở em, chừa thời gian một ngày hay ngày gì đó, cứ một tuần hai tuần gì đó chở em đi học. Mình tính xem khoảng bao lâu thì mình có thể đến với nhau được, kết hôn với nhau được. Khi mà anh vừa ra trường thì anh đi làm cho công ty Hoàng Anh Gia Lai bên Campuchia, thì anh cũng không có quen mối tình nào. Anh về đây học thêm và là đang làm việc một cái ngành mới, cũng chưa sẵn sàng về chuyện kết hôn, nhưng mà để cho nó đầy đủ hơn thì lúc đó sẽ tiến xa hơn. Còn hiện tại là mình vẫn tìm hiểu đến nhau, vì khi anh quyết định kết hôn là anh có thể làm cho em mua một món đồ đó không phải suy nghĩ. Dạ, rồi. Thì anh mới kết hôn. Dạ, cảm ơn anh. Còn theo ước tính của em á, thì hồi nhỏ thôi và sau này em lớn lên thì em cũng suy nghĩ là tầm khoảng 25 tuổi thì em sẽ quen một ai đó. Từ lúc đó là mình đã ổn định về công việc cũng như là việc học thuật của mình rồi. Và khoảng mình quen nhau mà tìm hiểu kỹ á, và cảm thấy là hợp thì khoảng 2-3 năm. Hoặc là thậm chí là tìm một thời điểm mà thích hợp thì mình có thể kết hôn cũng được. Không nhất thiết là kết hôn sớm hoặc là kết hôn trễ, thời điểm phù hợp thôi. Rồi, bây giờ Quý tiến tới nắm tay bạn gái Ánh Tuyết ha. Em xin lỗi là cho em xin cái khăn giấy. Tại vì em bị phong thấp nên là tay ra mồ hôi. Có ngay. Tà áo của chị Lan nè. Lẹ lên, lẹ lên. Không có thời gian đâu. Nắm tay rồi, không có thời gian đâu. Đó là những giọt mồ hôi của tình yêu mà. Rồi, rồi hết. Tiến tới luôn. Những giọt mồ hôi của tình yêu ăn thua gì đâu. Nắm hai tay Quý. Đó, nhìn thẳng vào mặt bạn gái. Rồi mình nói lên cảm nhận. Từ nãy giờ mình nói chuyện mình thấy cô gái đối diện như thế nào? Dạ, cảm thấy cái giọng nói của bạn gái thì học ngành sư phạm giáo viên thì giao tiếp giữa đám đông rồi cảm thấy giọng của bạn gái ấm áp. Và ngày hôm nay thì gặp được bạn gái cũng thích hợp với em về cả tính cách, về cả cách sống. Rồi em gái, tới em gái nói đi. Em thì rất là thích tính cách của anh Quý. Nếu như có cơ hội thì em cũng mong muốn là về quê anh chơi hoặc là tiến tới một mối quan hệ tốt hơn, ví dụ như là kết hôn. Thôi, bây giờ chúng ta trở về với ghế ngồi và đưa ra quyết định của mình. Quyết định bấm hay không bấm là của các bạn. Bấm là phải chân thành, bấm là phải thật lòng mình, bấm là phải có trách nhiệm với nút bấm đó. Sau 3 tiếng đếm, chúng ta sẽ quyết định. 1 2 3. Hết thời gian. Em không bấm hả? Em bấm. Các bạn làm tôi hết hồn luôn á.
Em bấm nhẹ quá hả? Dạ đúng rồi, em hơi ấn ấn nhẹ nhẹ đó. Làm cho tôi hồi hộp. Trời ơi, thật sự luôn. Thật ra các bạn rất là hợp với nhau á. Chính thức ta đã hẹn hò với nhau rồi, nắm tay đi. Bây giờ là Quý, gia đình của anh Tuyết đang xem chương trình. Anh xin phép hai bác, xin phép gia đình cho tụi con hẹn hò với nhau. Dạ, không biết nói gì hơn. Chỉ gửi đến gia đình của Tuyết một lời nói chân thành nhất. Khi đến tham gia chương trình này, con cũng không ngại trắc trở đến đây lần thứ hai. Và rất là nghiêm túc và rất muốn tìm hiểu Tuyết, con của hai bác. Dạ. Và cũng muốn gửi tới người thân của con là nội ơi, con sẽ dắt Tuyết về một ngày gần nhất. Thật là cảm động. Cháu dâu tương lai gửi lời chào nội Tuyết đi. Dạ, con chào bà nội. Hẹn một ngày nào đó là anh Quý dẫn con về chơi với nội ạ. Trời ơi, thôi. Nội vui rồi. Hy vọng hai đứa sớm về để gặp nội nha. Dạ. Đây là những món quà chúng tôi dành cho các bạn. Rồi, chúc các bạn hạnh phúc. Bây giờ thì chúng ta hãy đến với cặp đôi thứ hai để xem câu chuyện của họ như thế nào và họ có bấm nút với nhau hay không nha. Xin mời.